từ tháng 6 năm 2021, tiêm trộn vaccine COVID-19 được xem là một giải pháp tình thế giúp giải quyết vấn đề hạn chế nguồn cung. Nhiều cuộc thảo luận nổ ra kể từ khi Đại học Oxford của Anh công bố nghiên cứu cho thấy tiêm kết hợp hai loại vaccine của AstraZeneca và Pfizer sẽ tạo phản ứng miễn dịch mạnh hơn. Một số chuyên gia đề xuất có thể tiêm trộn vaccine Pfizer và Moderna. Đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đều chưa đưa ra khuyến nghị liên quan tới việc tiêm trộn hai vaccine này. Do nhu cầu không cấp bách, hiện có ít nghiên cứu về tính hiệu quả và an toàn khi tiêm chung vaccine Pfizer và Moderna. Song nhiều quốc gia cũng coi đây là giải pháp tình thế nếu nguồn cung bị thiếu hụt. Canada là một trong những quốc gia sớm đưa ra khuyến nghị về tiêm trộn dành cho 3 loại vaccine là AstraZeneca, Moderna và Pfizer từ đầu tháng 6 năm 2021. Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng Canada hướng dẫn chủng ngừa hỗn hợp COVID-19 khuyến nghị. Những người đã nhận được mũi tiêm thứ nhất là AstraZeneca, Covishield, phiên bản Ấn Độ của AstraZeneca có thể được tiêm một trong hai loại trên hoặc một loại vaccine mRNA, Moderna hoặc Pfizer-BioNTech cho mũi thứ hai. Những người đã nhận được mũi tiêm thứ nhất là một mũi vaccine mRNA, Moderna hoặc Pfizer-BioNTech nên được cung cấp cùng loại vaccine mRNA cho mũi thứ hai. Nhưng nếu loại đó không sẵn có hoặc không rõ liều đầu tiên tiêm loại nào, có thể sử dụng bất kỳ một vaccine mRNA trong hai loại nói trên vì vaccine mRNA có thể thay thế cho nhau. Chủng ngừa hỗn hợp không phải là một khái niệm mới bởi các loại vaccine tương tự từ các nhà sản xuất khác nhau vẫn thường được sử dụng khi nguồn cung cấp vaccine hoặc các chương trình y tế công cộng thay đổi, ví dụ như trong vaccine ngừa cúm, viêm gan siêu vi A và nhiều bệnh khác. Hướng dẫn mới của Canada dựa trên một số nghiên cứu mới từ Tây Ban Nha và Vương quốc Anh khi các quốc gia này đã pha trộn thành công AstraZeneca và Pfizer một cách an toàn. Một báo cáo trên tạp chí The Lancet thậm chí cho thấy đây là một combo chiến thắng vì tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, tăng hiệu quả vaccine so với việc chích cùng một loại cho hai mũi. Cơ quan Y tế Công cộng Canada khẳng định quyết định dùng các loại vaccine mRNA thay thế cho nhau giữa mũi 1 và mũi 2 hoàn toàn không có gì mới. Quyết định được đưa ra dựa trên cấu tạo tương tự của các loại vaccine này. Tại Mỹ, vào cuối tháng 8 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng đưa ra khuyến nghị rằng tuy vẫn nên ưu tiên tiêm hai mũi vaccine cùng một loại, nhưng đối với vaccine mRNA thì trong một số trường hợp ngoại lệ như không nhớ mũi tiêm thứ nhất đã tiêm loại vaccine gì hay không có sẵn sản phẩm vaccine cùng loại cho lần tiêm thứ hai thì có thể sử dụng bất kỳ loại vaccine mRNA nào sẵn có để sử dụng với khoảng cách tối thiểu là 28 ngày.